Trời mưa như này thì cái dàn lan của chúng ta, đặc biệt là đối với những cây đơn thân ấy, mà để phơi mưa nhiều hoặc là nóng ẩm thất thường ấy, kiểu gì cũng dính thối nõn. Đây là một cái ảnh của một ông anh của mình vừa mới mua được một cây quế, nhưng mua về 1-2 ngày là tèo téo teo rồi anh em nhé, thối nhũn. Thì cách chúng ta sử dụng thối, cách chúng ta phòng trừ cái bệnh thối nhũn này, thì đầu tiên anh em phun cho mình cái bộ đôi, đó là Stunner và Anstracool. Thì hai cái gói này, hai cái loại này nó sẽ giúp chúng ta phòng, giúp cái cây lan của chúng ta phòng cái bệnh thối nhũn các bác nhé. Đặc biệt là những cái dàn mà phơi mưa mà không có mái thì anh em cần phải lưu ý, vào mùa mưa ở miền Bắc nó mưa kéo dài cho nên là nó rất dễ bị thối. Đấy, kể cả phi điệp lẫn dòng thân thòng lẫn đơn thân. Thứ hai, mà khi đã bị rồi thì anh em sử dụng cái nước vôi pha loãng, chúng ta phun vào, chúng ta cắt nước đi. Hoặc là sử dụng cái chế phẩm phi san. Phi san này thì nó là một cái loại sát khuẩn cực mạnh. Đấy, anh em có thể mua ở những cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật hoặc là vật tư lan thì chúng ta sẽ có cái loại này. Thì cái sát khuẩn mạnh này thì nó dành cho những cây mà đã bị rồi ấy. Thì anh em trong quá trình chúng ta xử lý thì chúng ta cắt nước khoảng 2-3 ngày, sau đó chúng ta làm theo cái hướng dẫn sử dụng, chúng ta phun vào cái cây đó thì đảm bảo cây của các bạn sẽ khỏi được. Tuy nhiên là như nhiều người ta vẫn nói, đó là phòng hơn chống, đúng không ạ? Khi cái cây lan đẹp của các bạn mà nó đã mất đi một vài cái lá thì nó cũng mất đẹp rồi, cho nên là chúng ta cứ phải phòng trước. Đấy, sau đó thì chúng ta bị rồi, nếu mà không may mà bị thì chúng ta mới tiến hành chúng ta chữa trị cho chúng, chữa trị cho nó anh em nhé. Chúc anh em có những chậu lan đẹp.